mừng các bạn đã đến kênh thể thao Men Nguyễn Thị Hồng Đá. Sau đây là những tin chính vừa mới cập nhật. Trực tiếp U23 Việt Nam với U23 Brunei vào lúc 20 giờ hôm nay ngày 22 tháng 3 trên sân Mỹ Đình. Direct U23 Vietnam with U23 Brunei at 20 o'clock today on March 22nd on the courtyard. Hôm nay ngày 22 tháng 3 trên sân Mỹ Đình diễn ra trận đấu trong khuôn khổ bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 giữa U23 Việt Nam và U23 Brunei. Đội hình dự kiến U23 Việt Nam. Như vậy, đội hình dự kiến U23 Việt Nam là 3-4-3 gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Thành Trung, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Tấn Tài, Thanh Sơn, Hoàng Đức, Quang Hải, Thanh Bình, Đức Trinh. Tối nay 22 tháng 3, U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020 so với đội hình đã tạo nên dấu mốc lịch sử ở Thường Châu hơn một năm về trước. Lực lượng trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay đổi rất nhiều với những cái tên mới. Những gương mặt lần đầu tham dự giải này đã ít nhiều gây được ấn tượng với huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc sau chiến thắng đậm đà 6-1 trong trận đấu tập mới đây với đội tuyển Đài Loan. Dù vậy, những quân bài chủ chốt của huấn luyện viên Park Hang-seo ở vòng loại U23 châu Á năm nay vẫn sẽ là các trụ cột mà ông đã quen mặt như tiền vệ Quang Hải, thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Đình Trọng, Văn Hậu. Về phía đối thủ, U23 Brunei chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của U23 Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Việt Nam đang nằm trong top 100 với vị trí thứ 98, thì Brunei lại xếp ở vị trí thứ 195. Trong 3 lần đối đầu gần nhất ở cấp độ U23, Brunei cũng đều thua Việt Nam với những tỷ số rất đậm, lần lượt là 8-0, 7-0 và 6-0. Chính vì vậy, một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm, đang là mục tiêu mà các cầu thủ U23 Việt Nam cũng như người hâm mộ đang rất mong chờ. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, tôi đã có nhiều giải đấu với Việt Nam, nói thật là giải nào cũng khó khăn cả. Ở giải này thì khó khăn là thực sự tôi chưa đánh giá được hết năng lực của các cầu thủ một cách chính xác nhất, điều đó tạo nên áp lực với chúng tôi. Tôi cũng không hài lòng lắm, bởi thời gian chuẩn bị là quá ngắn, thể hình lứa này tốt hơn lứa trước, tuy nhiên phong độ ít nhiều thấp hơn so với các cầu thủ trước đây. Huấn luyện viên Stephen Ngheng Brunei nói, chúng tôi rất háo hức được đối đầu với các bạn, tôi đã nghiên cứu kỹ U23 Việt Nam, Brunei có nhiều cầu thủ tốt cho giải lần này. Có hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài nữa. Tôi nghe danh ông Park hơn một năm nay rồi, nhưng bây giờ mới có duyên ngồi cạnh ông ấy. Tôi rất mong muốn được đối đầu với ông, đây là bảng đấu không hề dễ dàng. Tuy nhiên U23 Brunei sẽ chiến đấu đến cùng. Các bạn dự đoán tỷ số trận U23 Việt Nam với U23 Brunei là bao nhiêu? Riêng tôi dự đoán tỷ số là 5-0. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy bấm đăng ký để nhận nhiều video mới nhé. Thank you for watching. Please click register to receive many new videos. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của kênh Men Nguyễn. Hãy ủng hộ mình bằng cách bấm vào nút đăng ký và bấm vào chuông để nhận được video mới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.